một chương trình hoành tráng, ấn tượng, đầy cảm xúc trong đêm giao lưu khinh khí cầu. Vũ Quang, ngôi nhà của Sao La, chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 tổ chức đêm 7 tháng 5 tại sân vận động trung tâm huyện Vũ Quang. Chương trình có sự hiện diện của nhà sử học Dương Trung Quốc, nguyên đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, ông Nguyễn Văn Trí Tín, Giám đốc Bảo tồn loài WWF Việt Nam, đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành cấp tỉnh, lãnh đạo một số các đơn vị huyện bạn. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thiểu Quang, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Bùi Khắc Bằng, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, cùng toàn thể cán bộ và nhân dân huyện Vũ Quang và các địa phương trong toàn tỉnh. Tại chương trình, các đại biểu cũng như đông đảo người dân đã được xem phóng sự Vũ Quang điểm đến xanh, giới thiệu về vùng đất và con người Vũ Quang, những tiềm năng để phát triển du lịch trong tương lai. Vũ Quang cũng là một trong hai địa điểm trong toàn quốc được Ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lựa chọn triển khai chương trình trình diễn bay khinh khí cầu chào mừng SEA Games 31. Tiếp đó, trong chương trình, khán giả đã được giao lưu với các vị khách mời quan trọng để tìm hiểu về loài sao la, linh vật được chọn làm biểu tượng cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31. Tại đây, ông Nguyễn Văn Trí Tín, Giám đốc Bảo tồn loài WWF Việt Nam đã chia sẻ về quá trình phát hiện ra sao la ở Việt Nam, cũng như việc phát hiện ra loài này vào năm 1992 tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, đã làm chấn động cả giới bảo tồn trên toàn thế giới. Ngoài ra, ông Tín còn chia sẻ thêm về chiến dịch và hoạt động cụ thể của tổ chức WWF để bảo tồn loài sao la. Trong chương trình, khán giả được Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang chia sẻ về sự đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Vũ Quang, Vườn Di sản ASEAN, nơi phát hiện ra loài sao la. Khán giả cũng đã được nghe ông Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang, chia sẻ về những thành tựu mà huyện đạt được sau 22 năm thành lập và những tiềm năng lợi thế của huyện Vũ Quang để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, du lịch trong tương lai. Những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vũ Quang trong quá trình tham gia bảo tồn loài vật quý hiếm sao la. Đặc biệt tại chương trình, khán giả được giao lưu với nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Qua đây, khán giả được hiểu thêm về mảnh đất Vũ Quang, về phong trào khởi nghĩa Cần Vương mà Đình Nguyên tiến sĩ Phan Đình Phùng và Nghĩa quân đã chọn để làm căn cứ kháng chiến. Đêm giao lưu còn mang đến một không gian âm nhạc sôi động nhưng cũng đầy sâu lắng qua các ca khúc ca ngợi sự can trường về mảnh đất con người, về những nỗi khó đáng tự hào của huyện Vũ Quang nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh. Đặc biệt sau chương trình giao lưu là màn trình diễn lễ hội hoa lan khinh khí cầu đã tạo ra những sắc màu linh hồn huyền ảo trên bầu trời huyện Vũ Quang, thu hút đông đảo mọi người đến xem để lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt lần đầu tiên diễn ra tại Hà Tĩnh và huyện Vũ Quang. Rất vui mừng và tự hào cho đất Vũ Quang chúng tôi, nói chung và các cái xã lân cận nói riêng, thì chúng tôi rất tự hào là cái chỗ quê hương chúng tôi là rất mến khách. Tôi cũng mong các cấp cũng như toàn thể các cấp các ban ngành đi đến Vũ Quang hơn nữa để chúng ta phát triển Vũ Quang trở thành một cái điểm nhấn du lịch cho toàn khu vực. Bao cái đêm đêm lễ hội ngày hôm nay thì cháu cảm thấy rất là đặc biệt, có rất là nhiều mọi người về đây, cũng là lần đầu tiên mà tại Vũ Quang xuất hiện một cái sự kiện lớn như vậy. Cháu cảm thấy vui và hạnh phúc vì Vũ Quang có những sự kiện lớn và trọng đại như thế này. Cháu mong muốn là trong tương lai thì những sự kiện lớn về để cũng cho Vũ Quang là nơi để trình diễn và là nơi để tổ chức. Chương trình giao lưu khinh khí cầu Vũ Quang, ngôi nhà của sao la nằm trong chuỗi sự kiện trình diễn khinh khí cầu chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31. Trước đó, huyện Vũ Quang đã phối hợp với công ty tổ chức đêm hội hoa đăng khinh khí cầu tại đập dâng Ngàn Trươi và trình diễn khinh khí cầu chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á với chủ đề cuộc dạo chơi của sao la kỳ lân châu Á tại đập đầu mối Ngàn Trươi Cẩm Trang. Cả ba chương trình đều thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân trong và ngoài huyện. Đặc biệt, đối với người dân huyện miền núi Vũ Quang, đây là lần đầu tiên huyện nhà tổ chức sự kiện tầm cỡ khu vực, nên nhân dân rất vui mừng, phấn khởi tham gia. Đây sẽ là sự kiện đặc biệt quan trọng và để lại nhiều ấn tượng, dư âm tốt đẹp trong lòng mỗi người dân nơi đây. Dạ, hôm nay là một ngày lễ hội của
khí cầu tuyệt vời trong em lắm, và cảm có là rất là hào hứng ạ. Và ngoài sự mong đợi của vợ chồng em là có một cái đêm thật sự rất là vui và rất là ý nghĩa và đối với gia đình cũng như con cái ạ. Cái cuộc sống và cái nhiệt huyết của đồng bào và cái đón nhận mà vinh dự và vui vẻ này tạo cho công ty chúng tôi thêm một cái sức mạnh để cùng với đồng bào Vũ Quang chúng ta cùng nhau đón SEA Games, đón cái chương trình đặc sắc của ASEAN của khi 31 ở tại đây, và muốn tặng cho đồng bào Vũ Quang một cái cảm tình lớn nhất để chúng ta cùng vui với SEA Games. Thông qua sự kiện trình diễn khinh khí cầu chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 với chủ đề Cuộc dạo chơi của Sao La, Kỳ Lân Châu Á, cũng như chương trình giao lưu khinh khí cầu Vũ Quang, ngôi nhà của Sao La, nhân dân Hà Tĩnh nói chung, nhân dân Vũ Quang nói riêng tự hào hơn về những giá trị truyền thống, lịch sử của đất Vũ Quang. Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đồng thời khẳng định truyền thống, nét đẹp của người Việt Nam, nét đẹp của con người Hà Tĩnh, con người Vũ Quang đến nhân dân cả nước cũng như với bạn bè quốc tế.